Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Ok và hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh của Gao Bạc TV. Ok anh em, thì mình vừa mới đổi tên xong anh em ạ. Mình mới đổi tên thành Gao.bạc channel. Thì mình cũng đã cố gắng đổi thành Gao Bạc TV hay là Gao GB TV rồi, nhưng mà lại không được bởi vì là anh em ác quá, anh em đặt tên của tớ hết rồi tớ cũng đổi được, cay vãi trưởng. Ok, thì tại sao tớ lại có sự đổi tên lần này? Bởi vì là sắp tới thì nói chung là vừa rồi mình mới tham gia cái giải đấu trường sinh tồn mùa 2 và cũng rất là may mắn khi mà team mình vào được vòng trong với 17 kill và được xếp đầu bảng. Thì hiện tại bây giờ mình phải đổi tên cho giống team của mình để đi đấu giải mọi người. Đấy, sắp tới là đi đấu giải, mong được sự ủng hộ của anh em thật là nhiệt tình nhá. Thì tên của mình nó như thế này, Gao.bạc CN, tức là Gao Bạc của Ngân đấy anh em. Ok, thì và bây giờ thì mình sẽ dùng cái tên này và xem thử xem phản ứng của cô Ngân khi mà thấy tớ đổi tên thì sẽ như thế nào nhá. Chắc là lại mấy cái vụ không quen ấy mà. Ok. Gao Bạc không bắn với cô Ngân á, không, cô Ngân không thèm chơi với Gao Bạc nữa, cô Ngân thích chơi với bạn mới hơn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của cô Ngân. Bạn đó yêu thầm cô Ngân cho nên bạn đó mới có chữ là CN ở phía sau. Ý dạ cứ Bạn gì đó ơi, bạn CN cô Ngân ơi, bạn có thể làm người yêu mình được không? Bạn bỏ thằng Gao Bạc đi, bỏ mẹ thôi, nó đi. Thôi, mình có Gao Bạc rồi. Thôi, bạn bỏ miệng thằng Gao Bạc đi. Bạn CN là bạn đó yêu thầm cô Ngân nha mọi người. Bạn bỏ nên luôn bạn đó đi. Mới đặt là chủ CN đó. Bạn bỏ luôn đi, nhà tớ ấy là mèo mặt phố, bố làm là to. Hôm bữa cô Ngân đi hiếp ngẫu nhiên, xong thấy bạn này để chữ CN. Xong rồi bạn đó bảo là bạn đó yêu thầm cô Ngân, cho nên bạn đó mới để tên là như vậy, cho nên cô Ngân quyết định là đặt tên. Cho nên cô Ngân quyết định là kết bạn với bạn mới, bạn đó mới luôn. Ở dưới có địch, ui có thằng địch nè. Bạn mới ơi, có thằng địch nè. Từ từ, ui. Bạn cứ từ từ, cô Ngân lấy súng đã. Bạn nó băng lên lại rồi. Bạn mới ơi, tớ nhảy xuống dưới rồi. Rồi, tớ giết được một thằng rồi bạn mới ơi. Thực ra là bạn đang gây ít của mình đó bạn. Kệ đi bạn, không sao. Không có sao được, có sao chứ lại không sao. Chơi bắn nhau mà sao bạn lại cay ít. Bạn chơi ích kỷ à, sao bạn không cho mình nổi một cái không. Ấy cái ấy là cái gì, what the hell cái ấy. Bạn phải cho mình được một kill thì bạn mới thể hiện được tấm lòng bạn mới chứ. Mình đâu có tấm lòng gì với bạn đâu. Nhưng mà bạn thấy tên mình đẹp không? Gao chấm bạc CN đó. Thực sự là mình là một fan hâm mộ của bạn đã từ rất lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới quyết định là mình sẽ làm bạn của bạn. Bởi vì là ngày hôm nay mình cảm thấy bạn rất là dễ thương. Bạn thật là cute. Cho nên là mình quyết định ủa, là bạn mình... giết bạn này chưa? Tớ giết một cái bạn rồi nhưng mà còn nhiều bạn lắm. Từ từ, bạn cứ từ từ để mình bắn hộ cho. Tớ không thấy bạn nào hết, làm sao mà bắn hộ. Bạn đó bên này nè. À, bạn mới ơi, đừng chạy qua bên đó, bạn mới bị bắn. Bây giờ bạn mới, coi chừng bạn mới bị bạn mới bắn bạn mới. Từ từ, bạn cứ từ từ. Bạn mới ơi, công nhận tên của tớ mà hiện lên chữ đỏ nó đẹp dã man. Cảm ơn bạn mới đã mua thẻ vô cực cho bạn mới nha. What the fuck, nói cái gì vậy? Thì bạn mới mua thẻ vô... Ê, bạn mới ơi, đông. Ôi, ai ném bom vậy? Ui, vậy là tức là có người công nhà này bạn mới ơi. Từ từ, mình lên, đợi nó lên trước đã. Đúng rồi, nhưng mà mình không thấy bạn nào lên hết. Trời ơi. Bạn mới ơi, công chưa? Nhưng mà ui, chưa có súng gần. Có địch. Đó, mình đã nói rồi. Bạn ui, mới bạn, ơi. Bạn ghê vậy? Đúng rồi, mình bro hơn thằng Gao Bạc, chia tay nói yêu mình đi bạn mới. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ui thôi, nhưng mà mình yêu bạn kia rồi, mình không có yêu bạn. Mình nói thật với bạn, cỡ thằng đấy không đủ tuổi. Lên. Rồi, lên. Bạn ơi, bạn mình muốn được vào quân đoàn Gao giống bạn nhưng mà không được. Ơi. Cái gì vậy bạn? Mình đang lượm đồ, bạn làm mình hết hồn bạn. Mình nhìn bạn giống thằng địch quá đấy. Nhìn bạn chả khác gì thằng chả địch. Chả tay ba đây, bạn lấy tay ba của mình. À đây rồi, không phải. Bạn vừa phải thôi, cái gì cũng phải vừa phải thôi. Cuộc sống này sao bạn sống một cách không vừa phải một tí nào đấy. Rõ ràng là mình đâu có thèm lấy cái tay ba của bạn đâu. Thế mà bạn bảo là mình lấy cái tay ba của bạn. Bạn sống như thế, bạn cảm thấy bạn có sống có được không? Bạn thấy được. Bạn sống như vậy có mình vẫn không? Sống được nè. Tự nhiên, bạn chơi kỳ. Thôi, tụi mình đừng có làm bạn với nhau rồi. Tự nhiên bạn kêu là mình đóng đất đất. Này, mình nói thôi, các bạn nha, mình bây giờ mình phải kết bạn luôn nha. Thôi. Thôi đi. Chúng ta không là gì của nhau. Thôi thôi, thôi. Bạn... Tự nhiên bạn bảo là mình tất đất. Bạn sống một cách thất đức như thế mà bạn bảo là bạn ủa, tự nhiên bạn bảo mình thất đức. Mình không có làm gì luôn á. Tự nhiên bạn sổ sàng, bạn bảo là mình thất đức.
thực chất là bạn rất là thất đức khi mà bạn không gọi là đổ oan. Mình không có làm gì luôn á, đổ oan nhưng mà mình kêu là mình không có rồi, thẻ là mình bạn giấu. Xin lỗi mình đi, bạn xin lỗi mình không đi. tự nhiên chửi người ta thất đức rồi bắt người ta xin lỗi thôi, bị chơi kỳ thôi đi, bạn vừa phải thôi, dành thôi một mới rồi mà bạn vẫn vừa phải thôi. Thôi, tí nữa mình ra mình hủy kết bạn với nhau nha. Bạn nhắm bạn hủy được, bạn hủy đi. Ừ, tớ chắc là không hủy được ngay. Mình là bạn thân của Gao Bạc TV đấy, mình không sợ bạn đâu. Ủa thì kệ bạn, ủa Gao Bạc TV là nhầm nho cái gì trời ơi. Nó quốc bạn kia, nó quốc bạn kia, để mình lên mình hốt nó cho. Mình thấy nó bắn M14 rồi đó. Ui, nó hụt rồi. Nhanh lên. Rồi. Bạn gục rồi thì có ấy, bạn thật nó gục rồi, tào lao. Này, bạn đừng có rên la nữa, bạn đã chết. Không khỏi cứu đi, chúng ta hủy kết bạn luôn cho khỉ. Bạn chết thì bạn khỏi cứu. Bạn chết đi, bạn có phải đặt rên với chả la, ra khỏi với chả cứu. Lên. Thôi. Thôi. Thôi đi, bạn mới thôi đi. Bạn mới thấy tên của bạn mới rất là đẹp nên là bạn mới cố tình chết thì bạn mới được bạn mới cứu đúng không? Thôi, chúng ta đâu phải là bạn nữa. Thôi chúng ta rằng có người nào bạn là bảo là bạn thân xong rồi chửi người kia là thất đức không? Ok. Trời ơi, thôi. Của nhà lãnh đạo thôi bạn ạ. Thôi, bye bye bạn nha. Thôi, mình đi chết sớm rồi mình ra mình khỏi chơi với bạn nữa. Bạn mà nhắm bạn không chơi được với mình thì bạn chơi với thằng khác đi. Ờ. Trời ơi. Chơi với mấy thằng đẹp trai lai láng ấy. Dễ dàng mà. Thôi đi, bạn đừng có nói dễ dàng, bạn mà không có mình ở bên ấy thì bạn chết lâu rồi. Thôi, bye bye bạn luôn nha. Mình nói thật với bạn. Thì mình chết nhanh để mình ra, mình chơi trận khác với người khác. Bạn tự nhiên, mình đã mời bạn vào đây chơi rồi, bạn còn bảo mình thất đức. Thôi. Thôi đi, bạn đi gần mình đi. Bạn đặt kêu là yêu thầm, chắc là yêu thầm. Không, thực chất là... Thầm mà chửi người ta nhiều đi. Mình có chửi bạn đâu. Ủa chứ thất đức là không phải chửi hả? Do thằng Gao Bạc nó nói với mình là mày mà thôi. Mà toán tình cô Ngân là tao quất, tao đấm thâm mắt mày. Ủa? Cho nên là Gao Bạc sợ. Thì có liên quan gì tự nhiên bảo thất đức. Thôi tôi có thất đức đâu. Thôi đi. Tự nhiên từ người yêu đổi tên cái thằng bạn cay vãi nùi thật cuộc sống này. Bạn mới ơi, bạn mới đợi bạn mới với, bởi vì bạn thôi, mới đang chạy đằng sau bạn mình mới này. Mình không chơi với mấy người mà chửi lung tung. Thôi, mình thôi. Đâu có chửi lung tung chửi đâu. Chửi như vậy là giống mấy thằng Bắc Kỳ á. Bắc Kỳ, này. Này, tôi quánh cho một phát là không còn cái răng nào đang cháo nha cưng. Đợi xem. Còn bảo bây giờ còn bảo mình là... Ê, bạn mới có đích nha bạn mới. Ui, bạn mới như cái củ cải bạn mới. Đừng có gạt gió, tao năn nỉ mày luôn ý. Hai tròi luôn. Nó bọn này lại thêm một bọn sống thất đức nữa rồi. Hai tròi. Trời ơi, mày bắn tao tiếp đi, tao sợ mày quá cơ. Bạn mới ơi, xin lỗi vì không bảo vệ được bạn mới. Mình cũng buồn vì không được bảo vệ bạn mới lắm, nhưng mà vì lý do là bạn mới tạ quá cho nên là mình đang phải để bạn mới chết. Vậy thôi, bye bye bạn luôn nha. Bye bye bạn nha. Nó đang lên phải không bạn? Mình không có biết, cái bạn lớn đó. Trời ơi, thế này nó gà đó, không thôi là bạn chết rồi. Ôi ơi, nó đứng giữa đường bắn. Úi dồi ôi. Sợ quá. Mình hết máu rồi bạn mới ơi. Mọi người chia sẻ nha. Úi này thì bạn mới làm sao đây, mình hết máu rồi. Cái xác thằng kia ở đâu vậy? Không có biết cái gì hết. Bạn chơi kỳ, mình ghét bạn rồi. Bạn chơi một mình, bạn cứu đi. Ơi, bị bạn khác bắn kìa. Ủa sao ai bạn có thể cũng có thể kêu là bạn mới vậy? Kỳ. Mình cay lắm luôn ấy bạn mới. Top 12 kìa, tại thôi. Bạn mới tạ qua đây, bạn mới tạ như cái củ cải. Đúng rồi, thế thôi mình đừng có chơi với nhau nữa. Cái bạn kia chơi mà chơi gọi là chơi KS. Không ngờ luôn, cuộc sống này thật sự là không ngờ luôn. Cuộc sống này đôi khi ấy, mình muốn Đậu Xanh mình đã muốn chửi thẳng vào mặt cái lũ khốn nạn Đậu Xanh vừa mới giết mình nhá, cái thằng vừa giết mình nhá. Đậu Xanh bố mẹ mày không dạy cho mày cho nên là mày cố tình mày giết tao thôi. À rồi ok. Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì người ơi?
trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành.